Chiều nay, Ủy ban Nhân dân thành phố Đà Nẵng tổ chức tổng kết công tác nhân quyền năm 2022 và triển khai chương trình công tác nhân quyền năm 2023. Phó Chủ tịch Thường trực Ủy ban Nhân dân thành phố Hồ Kỳ Minh chủ trì hội nghị. Đến dự có Chủ tịch Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam thành phố Ngô Xuân Thắng. Theo đánh giá của Ban chỉ đạo nhân quyền thành phố, năm qua, nhận thức của cán bộ đảng viên về tầm quan trọng của công tác đấu tranh, bảo vệ nhân quyền ngày càng được nâng lên, qua đó đã tạo được sức mạnh tổng hợp của cả hệ thống chính trị ban chỉ đạo nhân quyền chính phủ thường xuyên cung cấp trao đổi thông tin về âm mưu phương thức hoạt động phá hoại về dân chủ nhân quyền của các thế lực thù địch hướng dẫn cho ban chỉ đạo nhân quyền địa phương trong triển khai thực hiện công tác thông tin tuyên truyền về nhân quyền được thành phố định hướng xuyên suốt thống nhất trong từng giai đoạn cụ thể phù hợp với từng bối cảnh sự kiện đảm bảo yêu cầu công tác đối ngoại của việt nam trong năm đến, Ban chỉ đạo nhân quyền thành phố tiếp tục thao mưu lãnh đạo thành phố thực hiện chỉ thị 44 của Ban Bí thư và quyết định 366 của Thủ tướng Chính phủ về công tác nhân quyền trong tình hình mới, tăng cường bồi dưỡng, tập huấn cho đội ngũ cán bộ đảng viên nhằm nâng cao tinh thần cảnh giác về âm mưu, phương thức lợi dụng các vấn đề dân chủ nhân quyền để chống phá nhà nước, tăng cường công tác nắm tình hình theo dõi diễn biến về tư tưởng nguyện vọng của nhân dân chú trọng đến quyền con người làm tốt công tác tôn giáo tín ngưỡng dân tộc không để xảy ra khiếu nại khiếu kiện kéo dài ngăn chặn các thông tin xấu độc trên không gian mạng tăng cường công tác tuyên truyền thông tin đối ngoại về các thành tựu đảm bảo quyền con người và những sáng kiến đóng góp của chính phủ địa phương tại các diễn đàn hội nghị